Đây là một cô bé vô cùng lập dị với thành tích chỉ trong vòng 5 năm mà học đến 8 ngôi trường khác nhau. Thế giới xung quanh bé Tư chỉ có hai màu đen và trắng đối lập. Mặc dù sở hữu trí thông minh siêu việt và khả năng tiên tri nhưng nữ chính chỉ thích làm bạn với sự cô đơn. Ngày nọ cô phát hiện thằng em trai vừa béo vừa ngốc nghếch của mình bị bắt nạt và nhốt vào trong tủ đồ của trường. Bé Tư không nhiều lời trực tiếp cầm hai bịch cá piranha tìm đến hồ bơi của đám bắt nạt để trả thù. Em trai tao thì chỉ có tao mới được quyền hành hạ. Nói xong cô liền thả đàn cá sát thủ xuống hồ khiến đám trẻ trâu hoảng sợ bơi muốn tụt quần. Dù đã cố gắng hết sức bình sinh nhưng thằng cầm đầu vẫn bị đàn cá đớp mất hai trái trứng cút. Bé Tư nhanh chóng bị buộc tội mưu sát nhưng vì nhà không có gì ngoài điều kiện nên bố mẹ đã giúp con gái chạy án thành công. Họ nghĩ rằng với thành tích bất hảo của bé Tư thì chắc chắn chẳng có ngôi trường bình thường nào dám nhận vào học. Vì vậy họ quyết định đưa con gái đến học viện Nevermore nơi có những đứa trẻ lập dị giống bé Tư để tái hòa nhập với cộng đồng. Đây cũng là nơi mà bố mẹ của nữ chính theo học lúc còn trẻ. Tuy nhiên bé Tư chẳng cảm thấy hào hứng mà còn khẳng định rằng cô sẽ trốn khỏi học viện đó và đi tìm tự do cho mình. Hiện tại đang là giữa học kỳ nên Nevermore không nhận thêm bất kỳ học sinh mới nào. Nhưng các cụ có câu nhất quan hệ nhì tiền tệ. Mẹ của bé Tư là bạn thân chí cốt với cô hiệu trưởng nên cô bé đương nhiên sẽ được nhập học. Chỉ có điều cô hiệu trưởng thắc mắc là nhà có hai chị em mà tại sao nữ chính lại được đặt tên là bé Tư. Đó là bởi vì người mẹ thích câu nói thứ tư là ngày của chết chóc và đen tối. Sau màn hàn huyên chém gió, nữ chính được đưa đến ký túc xá. Bạn cùng phòng của bé Tư là một cô bé người sói tên Enid. Cô nhóc có vẻ rất yêu màu sắc và vô cùng vui vẻ gần gũi. Trong khi đó bé Tư lại trái ngược hoàn toàn khi chảnh chó không muốn làm quen và ghét màu sắc lẫn đồ dùng công nghệ. Cô không muốn trở thành nô lệ cho những chiếc điện thoại hay máy tính nên chẳng có một thiết bị hiện đại nào trong người. Nghe lời cô hiệu trưởng, Enid dẫn bé Tư đi tham quan trường và lấy đồng phục mới. Học viện này tập hợp toàn những kẻ kỳ dị từ người sói chủng tộc của Enid đến người cá nhưng lại sống trên bờ một cách bình thường. Ngoài ra còn vô số học sinh có những siêu năng lực khác nhau. Trong giây phút tạm biệt con gái thấm đẫm nước mắt của gia đình Adam, người mẹ đã đưa cho bé Tư một quả cầu thủy tinh dùng để liên lạc khi cần thiết. Biết cô con gái bé bỏng chắc chắn không chịu ngồi yên học hành nên bọn họ đã bí mật thả ông chú bàn tay ở lại để làm chim lợn. Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi học viện thì phía cảnh sát đã phát hiện ra một xác chết trong khu rừng sát biên giới trường Nevermore. Gần đây có rất nhiều vụ giết người xé xác xung quanh học viện này. Cảnh sát trường biết mọi chuyện đều liên quan đến Nevermore nhưng vì không có bằng chứng nên chỉ đành đổ tội cho gấu đen. Con gấu mà nó biết nói chắc nó chửi ông cảnh sát trường 7-7-69 ngày không hết. Mặt khác, Enid trở về phòng thì phát hiện bé Tư đã chia nơi này ra làm hai. Bạn thích hoa hoài hoa chuối thì ở một bên. Tôi thích sự đơn giản thì tôi ở một bên. Enid mặc dù hòa đồng vui vẻ nhưng cũng không phải dạng vừa khi mang bộ móng bảy sắc cầu vồng ra khè nữ chính. Đúng lúc chuẩn bị có màn combat nảy lửa thì quản lý ký túc xá đi vào. Cô bốn mắt tặng cho bé Tư một cây hoa thực dược đen theo sở thích của học sinh mới. Sau đó ân cần dặn dò nếu ai có ý định làm loạn thì xác định với cô rồi mỉm cười rời đi. Trong một lần học bộ môn đấu kiếm của ông thầy người Nga tên thích vodka. Bé Tư nhìn thấy ả người cá Bianca cũng là chị đại của trường rất sốc láo khi đánh cậu học sinh ngoan hiền Rowan lên bờ xuống ruộng. Nghĩ rằng mình phải có nghĩa vụ dạy cho ả ta một bài học nên cô đã đứng ra thách đấu. Ở trận đầu tiên, bé Tư đã thể hiện xuất sắc khi đánh bại được Bianca. Tuy nhiên, ngay sau đó, ả ta đã giành lại được chiến thắng trong hiệp 2. Không chấp nhận kết quả này, bé Tư liền đề xuất đấu kiếm theo kiểu quân đội. Đó là không sử dụng mũ bảo hộ và ai chảy máu trước thì thua. Đúng phong cách Nga ngố nên thầy thích vodka liền đồng ý ngay luôn và lập tức. Bé Tư bước ra sân đấu với phong thái vô cùng tự tin, ấy thế mà người bị chảy máu trước lại chính là cô. Bianca được dịp lên mặt, mày cũng giống như chiếc lốp xe đạp ngoài kia đó là cỏ non lắm. Sau đó nữ chính được đưa đến phòng y tế trong bộ dạng vô cùng cay cú. Mặc dù được Rowan an ủi nhưng cô lại cho rằng điều đó chỉ thể hiện sự yếu đuối mà thôi. Rời khỏi phòng y tế, bé Tư bất ngờ bị một bức tượng đá từ trên cao rơi xuống. May mà cậu bạn Xavier có mặt kịp thời cứu cô một mạng. Thế nhưng ngay khi tỉnh lại cô chẳng hề biết ơn mà còn trách móc người ta. Ai cần cậu cứu tôi trong khi tôi có thể tự cứu bản thân mình. Nếu là Xavier thì tôi đã vả vỡ alo con nhỏ chảnh tuất này lên rồi. Tuy nhiên cậu ta không tỏ vẻ tức giận mà ngược lại còn nói rằng chúng ta hòa nhau rồi nhé. Hóa ra vào năm 10 tuổi cả hai đã từng gặp nhau trong đám tang của bà ngoại Xavier. Lúc đó vì chơi trò trốn tìm nên cậu đã chui vào trong cỗ quan tài rồi bị mắc kẹt. Nhờ có bé Tư phát hiện mà cậu mới không bị cỏ mọc xanh mộ. À thì lúc đó tôi tưởng bà cậu sống lại chứ chẳng nghĩ có thằng điên nào lại chui vào đó. Trở về phòng, nữ chính phát hiện ra bàn tay ma quái mà bố mẹ cô cố tình để lại. Đó là ông tay trái thuộc hạ trung thành đã giúp bố cô vượt qua được những ngày tháng FA. Rõ ràng bố mẹ không hề tin tưởng đứa con gái này mà chỉ muốn kiểm soát và điều khiển cô. Để có thể tự do tự tại, bé Tư đã đe dọa ông bàn tay. Một là ông thề sẽ trung thành với tôi, còn không thì tôi sẽ nhốt ông vào trong này mãi mãi. Đương nhiên ông bàn tay không ngu gì mà chọn phương án thứ hai.
Sáng hôm sau, bé Tư được cô hiệu trưởng đưa xuống thị trấn để khám bác sĩ tâm lý vì hành vi suýt giết bạn học ở trường cũ. Nhưng khi trao đổi với nhau, nữ bác sĩ nhận ra cô bé này chẳng hề hối lỗi, ngược lại còn cho đó là hành hiệp trượng nghĩa khi dạy được bọn báo con một trận nhớ đời. Không muốn nghe bác sĩ tâm lý tẩy não mình nên nữ chính viện cớ vào trong nhà vệ sinh rồi âm thầm chim én bằng đường cửa sổ. Lúc này hiệu trưởng bận chém gió với ai đó qua điện thoại nên không biết học sinh của mình đang thực hiện kế hoạch chạy trốn. Trên đường, bé Tư không may đụng trúng một người bán táo. Bất chợt một loạt hình ảnh tiên tri hiện về cho cô biết cái chết của người đàn ông này. Khi hình ảnh kinh dị ấy kết thúc cũng là lúc nữ chính bị chửi cho tế tát. Ai cho một kẻ lập dị như mày ra ngoài thế hả? Đối với người dân trong thị trấn thì học sinh của trường Nevermore là một đám kỳ quặc và nguy hiểm. Không muốn cãi nhau nên bé Tư mò vào một quán cà phê gần đó để gọi nước. Nhưng tai lờ nhân viên của quán nói rằng máy pha cà phê đã bị hỏng mà hướng dẫn sử dụng lại là tiếng Ý. Thôi để chị đây thể hiện cho mà coi. Chỉ với vài thao tác đơn giản, cô đã thành công sửa được chiếc máy. Sau đó bé Tư dùng tiền mua chuộc Tyler đưa mình đến ga tàu gần nhất. Nhưng dù có đưa bao nhiêu tiền thì anh chàng vẫn lắc đầu. Tôi sẽ chở cô ra đó miễn phí nhưng phải đợi tôi làm hết ca đã. Trong lúc chờ đợi, cô bị ba thằng trẻ trâu cuồng tín đến từ trường khác bắt nạt. Mặc dù không muốn gây sự nhưng bọn này láo quá nên bé Tư đành phải ra tay dạy cho chúng một bài học. Cứ chim cỏ ở đâu là cô đánh ở đó, khiến đám trẻ trâu nằm lăn ra đất đau đớn. Đúng lúc này, cảnh sát trưởng cũng là bố của Tyler xông vào. Vì muốn bảo vệ cho người đẹp nên Tyler nói rằng do ba thằng kia gây sự trước. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên khi một cô bé lại có thể cân ba dễ dàng như vậy. Sự việc ồn ào nên bé Tư đã bị cô hiệu trưởng phát hiện. Khi đó, cảnh sát trưởng mới biết cô bé là người của dòng họ Adam. Bố của nữ chính trước đây từng là tội phạm giết người nhưng không hiểu vì sao lại được tráng án. Vì vậy, ông cảnh báo sẽ quan tâm đặc biệt đến bé Tư. Trên đường trở về học viện, hai người gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Quả nhiên những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong đầu đã dự đoán chính xác người đàn ông bán táo sẽ bị tai nạn chết. Tối đó bé Tư chơi một bản nhạc đầy ma mị nhưng rất cuốn hút lòng người. Trong khi cô hiệu trưởng và những người khác đắm chìm theo tiếng nhạc, thì Rowan lại bí mật dùng phép thuật lấy ra một quyển sách rồi xé đi một trang trong đó. Đêm nay cũng là đêm trăng tròn, bé Tư nghe thấy tiếng chu của bọn người sói trong trường học liền hỏi Ennis rằng tại sao cô không hóa sói như họ. Lúc này Ennis đưa bộ móng bảy sắc cầu vồng của mình ra và nói tôi chỉ có thể khoe vuốt như thế này. Trong gia tộc tôi là đứa bị chậm phát triển, dù đã được mẹ đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn không có tiến triển gì. Nếu cứ như vậy cho đến khi trưởng thành tôi sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi dòng tộc và sống cô đơn suốt đời vì không ai cưới. Bé Tư cho rằng sống cô độc suốt đời rất tuyệt vời chứ có gì mà phải sợ. Câu nói này càng khiến Ennis bật khóc tức tuổi, một người dị hợp như cậu thì biết gì mà nói cơ chứ. Rồi tôi sẽ phải sống đến già và chết đi mà không có ai bên cạnh. Nhưng nỗi đau của Ennis lại là điều mà bé Tư ước muốn bấy lâu nay. Cô thích sống một mình vì cho rằng bạn bè hay người thân chỉ vướng bận tay chân mà thôi. Thật ra vào năm nữ chính 6 tuổi, thay vì nuôi chó mèo thì cô lại thích nuôi bọ cạp cho nó ngầu lòi. Nhưng một hôm khi dắt pet đi dạo, cô đã bị bọn trẻ trâu trong xóm bắt nạt. Chúng bắt cô phải chứng kiến cảnh con bọ cạp mà mình yêu thương bị cá nát. Đây thực sự là một điều tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Quỳ dưới nấm mộ của thú cưng, bé Tư thề rằng sẽ không bao giờ để nước mắt rơi nữa, bởi vì nước mắt chẳng giải quyết được bất cứ điều gì cả. Sau cuộc trò chuyện với Ennis, nữ chính nhận ra mình phải rời khỏi học viện này càng sớm càng tốt. Thế là cô liền nhờ ông bàn tay tìm đến nhà của Tyler. Sự xuất hiện của ông ấy khiến thanh niên tí nữa đái ra máu. Tyler cố gắng bình tĩnh lại và phát hiện ra dòng tin nhắn của bé Tư viết trong lòng bàn tay của ông tay trái. Thông qua video call, cô nhờ người bạn mới quen giúp mình rời khỏi học viện Nevermore. Không ngờ Tyler lại nhận lời ngay luôn và lập tức. Có lẽ anh chàng này đã bị bé Tư hớp mất hồn rồi. Họ hẹn nhau tại một lễ hội thường niên do nhà trường tổ chức. Khi đó, Tyler đã đưa cho bé Tư tệp hồ sơ tội phạm mà cha anh đã từng điều tra về bố của nữ chính. Cô hiệu trưởng ngồi gần đó mặt kiểu. Để tôi chống mắt lên xem em có thể đào tẩu khỏi nơi này hay không. Không ngờ bé Tư cao tay hơn đã lợi dụng anh bán gấu bông đánh lạc hướng cô hiệu trưởng rồi cùng với Tyler chạy trốn. Nhưng chưa đi được bao xa họ lại phát hiện ba thằng trẻ trâu lúc trước tìm đến trả thù. Lần này chúng mang theo hung khí nên hai người phải cong đít bỏ chạy. Lúc này bé Tư vô tình va phải Rowan. Bất chợt ảo giác tiên tri hiện về cho thấy người bạn này sắp bị giết chết. Thế là nữ chính quyết định bỏ Tyler lại để đuổi theo cảnh báo cho Rowan biết. Nhưng không ngờ cậu ta lại thay đổi sắc mặt cười nhạo và nói rằng kẻ phải chết mới chính là người đó. Nói xong, Rowan sử dụng phép thuật đẩy bé Tư dính lên cây rồi ném cho cô xem trang sách mà mẹ cậu ta vẽ vào 25 năm trước. Mẹ tôi là một nhà tiên tri và bà ấy đã đoán được trong tương lai cô sẽ hủy diệt học viện Nevermore cùng tất cả mọi người. Chính vì vậy tối nay tôi sẽ thay trời hành đạo. Mặc cho bé Tư van xin, Rowan vẫn nhất quyết dùng phép thuật muốn tiêu diệt cô. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì một con quái vật đột nhiên xuất hiện giết chết cậu ta ngay trước mắt nữ chính rồi bỏ đi. Có vẻ như nó muốn bảo vệ bé Tư chứ không hề làm hại đến cô.
Ngay sau đó bé Tư đã báo cho cảnh sát địa phương biết chuyện này. Cảnh sát trưởng cùng 500 anh em dẫn theo chó nghiệp vụ lập tức tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cái xác ở đâu, ngay cả dấu vết tại hiện trường cũng đã bị xóa sạch. Điều này khiến bé Tư nghi ngờ đây là một vụ mưu sát, nhưng cô hiệu trưởng lại cho rằng có thể Rowan đã trốn đi chơi và bị lạc đường nên chưa về. Trước đó, cảnh sát trưởng đã phát hiện ra ba cái xác bị một thứ gì đó giết chết rất tàn bạo. Ông cũng nghi ngờ ngoài kia có một con quái vật nên xin phép hiệu trưởng lấy lời khai của bé Tư. Bà cô mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải để hai người họ nói chuyện riêng. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa nói được mấy câu thì Rowan đột nhiên quay về trước sự ngạc nhiên của bé Tư, và thế là cô trở thành một kẻ nói dối trong mắt mọi người. Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, nữ chính đã đến tìm hiệu trưởng, nhưng bà ấy nói rằng bé Tư vốn giống mẹ của mình vì đều gặp phải ảo giác tiên tri. Xưa nay những ảo giác như vậy đều bị coi là không đáng tin cậy và nguy hiểm. Ngoài ra mẹ của em còn gần như bị mất trí nhớ sau mỗi lần gặp ảo giác. Tuy nhiên bé Tư tỏ ra ngoan cố khẳng định những gì mình nhìn thấy là thật. Cô còn cho rằng bản thân và mẹ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Đừng so sánh tôi với bà ấy như vậy. Vì vẫn cảm thấy chuyện Rowan chết đi sống lại là điều không thể, nữ chính đã đến gặp trực tiếp Rowan để hỏi về những chuyện đã xảy ra trong khu rừng hôm đó. Thế nhưng cậu ta lại phủ nhận hoàn toàn và cho rằng bé Tư đang bịa chuyện để gây sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên không lâu sau đó chẳng biết vì lý do gì mà Rowan lại bị cô hiệu trưởng buộc thôi học. Rõ ràng đây là một chuyện bất bình thường nên bé Tư đã sai khiến ông bàn tay bám theo cậu ta. Nhưng vừa vào đến nhà vệ sinh, Rowan lập tức biến hình thành một người đàn ông. Màn biến hóa đỉnh cao đã khiến ông bàn tay bị lừa. Nhưng khi Rowan đi đến ga tàu thì cậu ta lại đột ngột biến hình thành cô hiệu trưởng. Sau khi biết ông bàn tay đã để mất dấu của Rowan, bé Tư đành phải tự thân mình quay lại khu rừng để tìm kiếm manh mối. Quả nhiên trời không phụ lòng người ngoan cố, tại đây cô nhặt được chiếc mắt kính nghi là của Rowan. Vừa chạm vào thì ảo giác tiên tri lại xuất hiện. Đó là những hình ảnh chết chóc đan xen với cái chết của Rowan, và rồi nó kết thúc bằng hình ảnh một quyển sách màu tím có tên là Nyset. Sự tò mò càng thôi thúc cô phải tìm được bí mật bên trong quyển sách ấy. Thế là bé Tư cùng ông bàn tay lẻn vào thư viện lúc nửa đêm thì gặp ngay cô quản lý ký túc xá. Cô ấy cho cả hai biết rằng Nyset là một hội kín được các học sinh cũ thành lập nhiều năm về trước. Tuy nhiên hiện tại hội ấy đã giải tán và dần chìm vào quên lãng rồi. Như vậy manh mối đầu tiên đã đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên từ bỏ không có trong từ điển của bé Tư nên cô tiếp tục tìm quyển sách trong phòng Rowan. Nữ chính thấy một chiếc mặt nạ bí ẩn dưới gầm giường định mang nó đi kiểm tra. Nhưng đúng lúc đó ả người cá đầu đinh lại đột nhiên đến phòng tìm Xavier. Thông qua đoạn đối thoại giữa họ, bé Tư mới biết rằng hóa ra từ trước đến nay Xavier đã biết về việc Rowan muốn làm hại đến cô. Vì vậy cậu ấy mới xuất hiện đúng lúc cứu cô thoát khỏi việc bị pho tượng đá đè chết. Đêm đó trở về phòng, cô nhìn thấy Ennis đang khóc tức tưởi. Hỏi ra mới biết ngày mai diễn ra cuộc thi đua thuyền. Tuy nhiên đồng đội của Ennis không hiểu vì lý do gì lại bị ngộ độc thức ăn. Hiện bọn họ đang nằm chăm sóc đặc biệt trong phòng y tế. Nghe đến đây thôi, bé Tư liền nghi ngờ chuyện này là do con người cá đầu đinh kia gây ra. Cơ hội trả thù là đây chứ còn đâu. Tao sẽ biến mày thành món cá đen chiên xù trong bể dầu sôi. Việt Nam nghĩ là làm, bé Tư đồng ý tham gia cuộc thi đua thuyền cùng với Ennis. Nhưng mục đích chính là khiến con nhỏ Bianca kia phải bẽ mặt. Sáng hôm sau trước khi cuộc thi bắt đầu, bé Tư đã khịa đối thủ của mình bằng một câu nói rất nhẹ nhàng. Tôi chẳng phải là cái gì cả nhưng tôi chắc chắn hơn cậu. Nghĩ mà nó cay hết cả lồng. Ngay khi cô hiệu trưởng nổ phát súng chỉ thiên, tất cả các đội bắt đầu vung tay chiều thuyền hết tốc lực về phía trước. Được một đoạn thì bọn người cá bắt đầu chơi xấu. Chúng ra hiệu cho đồng bọn lập tức lặn xuống nước bơi đến lật đổ thuyền của đội ma cà rồng. Mưu hèn kế bẩn như thế chả trách sao lại chiến thắng nhiều năm liền. Nhưng mà chúng nó có khả năng nên ngu gì phải chơi đàng hoàng. Tuy nhiên năm nay có sự xuất hiện của nhân vật chính nên đám người cá khó lòng mà vô địch thêm lần nữa. Bé Tư dùng ống nhòm phát hiện cái đuôi cá dưới nước, cô lập tức sai ông bàn tay kéo động cơ lên trên cao. Sau đó thả một chiếc lưới bắt cá xuống dưới chụp lấy tên người cá cuối đoàn khiến hắn bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ngay khi thuyền cập bến, Ennis và ông bàn tay ở lại đánh lạc hướng nhằm phá thuyền đối thủ. Còn bé Tư thì đuổi theo đội hề đỏ vào rừng tranh giành lá cờ. Nào ngờ vừa nhấc lên thì cô lại bất tỉnh nhân sự. Cô nhìn thấy mình xuất hiện trong một khung cảnh kỳ lạ, tuyết rơi đầy trời. Đứng trước mặt là một cô bé tóc vàng óng ánh. Cô bé nói một câu đầy ẩn ý rằng cậu chính là chìa khóa. Đúng lúc này bé Tư nghe thấy những lời thách thức của bọn người cá nên lập tức tỉnh lại. Xem ra nếu không tăng tốc thì đội của cô sẽ thua cuộc mất. Cô lấy lá cờ rồi vội vàng chạy về thuyền. Trên đường đua thuyền của đội hề đỏ đã bị nước tràn vào trong nên không thể di chuyển được nữa. Vậy là họ đã dễ dàng loại đi một đối thủ. Hiện giờ chỉ còn lại đội của bé Tư và người cá mang cờ quay về. Bé Tư nhẹ nhàng kéo động cơ còn lại, hai bên mạn sườn của chiếc thuyền lập tức để lộ ra những mũi tên vô cùng sắc nhọn. Cô định áp sát chọc thủng thuyền đối thủ nhưng lại bị người cá đẩy ra xa. Nếu không nhanh chóng hành động thì thuyền của cô sẽ đâm vào cọc mất. Bất chợt ông bàn tay nhảy xuống sông rồi bơi đến đấm vào đầu tên người cá một phát khiến hắn ngỏm cụt tỏi.
Không còn vật cản, bé Tư thành công áp sát đâm thủng thuyền đối thủ. Nước tràn bờ đê khiến bọn người cá chỉ biết ngồi nhìn bé Tư rời đi mà lòng cay hơn cả ớt. Ennis cùng bé Tư cầm cờ chạy về đích trong sự vui mừng của mọi người. Cuối cùng thì bọn người cá bẩn tính cũng được dạy cho một bài học nhớ đời. Đó là đừng bao giờ khinh thường người khác khi đối thủ lại là nhân vật chính. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Đêm đó, bé Tư quyết định tự mình tìm kiếm câu trả lời về tờ giấy tiên tri của Rowan. Cô chạy đến bức tượng người thành lập ra ngôi trường này và trả lời vài câu đố. Khi có đáp án, cô đã làm theo những gì câu trả lời chỉ bảo. Búng tay hai lần, cơ quan trước mắt lập tức mở ra. Không ngờ đây lại là con đường bí mật dẫn đến một thư viện ẩn của hội Nyset nhiều năm trước. Nhìn thấy tấm ảnh của mẹ treo trên tường, cô đoán rằng bà cũng từng là một thành viên của hội. Bé Tư nhanh chóng lấy được quyển sách màu tím mà mình vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng còn chưa kịp rời đi thì cô đã bị ai đó trùng đầu bắt cóc. Hóa ra kẻ đứng đằng sau bắt cóc bé Tư chính là hội Nyset. Chúng hỏi tại sao cô có thể vào được đây. Nhưng nghe cái giọng nói quen quen, nữ chính liền đoán ra đó chính là ả người cá Bianca. Bị phát hiện, cả đám liền tháo hết mặt nạ ra. Không ngờ trong nhóm này còn có cả Xavier, người đã cứu bé Tư lúc trước. Thật ra hội kín Nyset đã được giải tán cách đây 30 năm vì có một học sinh người bình thường tử vong. Còn cái hội hiện tại này chỉ đủ đờn theo cho ngầu, chứ thực chất chuyên tổ chức tiệc tùng hay tắm tiền mà thôi. Thấy bé Tư đã biết hết mọi chuyện nên Xavier ngỏ ý muốn mời cô vào trong hội. Nữ chính liền nở một nụ cười nói méo, cô còn có thể tự cởi dây trói rồi bỏ đi trong sự cay cú của ả người cá. Một thằng định cản đường lấy le, ai ngờ bé Tư nói rằng mày có tin tao cho cái cửa sổ tâm hồn còn lại của mày dụng luôn không? Cô còn không quên xỉ vả thêm một câu, bọn nghiệp dư các người đừng bao giờ thực hành môn bắt cóc này nữa. Sau khi trở về phòng, cô đã ghép bức tranh của Rowan vào cuốn sách tím vừa tìm được. Đó là hình ảnh một người hành hương đang chiến đấu với một bé gái. Theo như những lời Rowan nói thì bé gái tại ương kia chính là cô. Vậy còn người hành hương này là ai và ông ta có liên quan gì đến lời tiên tri? Vài ngày sau đó, nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa để học sinh Nevermore có thể giúp đỡ người dân trong thị trấn Jericho nhằm xóa bỏ những hiềm khích trước đó của cả hai bên. Và đây chính là cơ hội cho bé Tư có thể tìm ra chân tướng của người hành hương, để buổi ngoại khóa diễn ra trong không khí vui vẻ và niềm nở. Ông thị trưởng ra đây cảnh báo thằng con từng bị bé Tư đánh cho lên bờ xuống ruộng không được phép làm loạn. Rồi quay qua nói với cảnh sát trưởng rằng con quái vật ngoài kia không có thật nên đừng có làm mọi chuyện trở lên căng thẳng hơn. Có vẻ như ông ta biết gì đó nhưng đang dùng uy quyền để che giấu. Sau khi lễ khai mạc diễn ra, các học sinh nhanh chóng đến nơi được phân công để giúp người dân. Bé Tư phải trông coi một tiệm đồ cổ nhưng lại đổi việc với Ennis để đến tiệm bánh làm việc. Ban đầu cô nàng người xoay không đồng ý nhưng khi nghe Alex cơ rớt của mình cũng làm trong tiệm đồ cổ liền gật đầu lia lịa. Tại tiệm bánh, bé Tư và các bạn được phân công mời người qua đường ăn thử. Nữ chính liền hỏi về người hành hương thì được cô bán bánh cho biết. Đó chính là Joseph, người đã có công thành lập ra thị trấn Jericho này. Nhưng tư liệu ghi chép về ông ta lại ở trong một nhà thờ đang được tu sửa nên không thể vào đó. Thôi thì cứ bán bánh trước rồi có cơ hội thì tìm hiểu sau. Vì hiểu rất rõ về lịch sử nên bé Tư nói món bánh phơ này thực chất là của những kẻ thực dân chuyên đi xâm chiếm và giết hại người dân bản địa. Nghe xong khách hàng hoảng quá liền bỏ đi hết. Điều này khiến cô bán bánh rất tức giận, báo hại cậu bạn Egan phải một mình ăn hết số bánh dư thừa ấy. Nhưng dạ dày không chịu nổi đã khiến cậu ta nôn hết vào mặt của một trong ba tên học sinh cuồng tín chuyên đi bắt nạt người khác. Chúng tính đưa Egan vào máy chém để trả đũa thì bị bé Tư cản lại. Màn mỹ nhân giải cứu anh hùng đầy kịch tính đã khiến Egan cảm động đồng ý giúp nữ chính điều tra về Joseph. Cậu ta sẽ đứng bên ngoài nhà thờ trông chừng để bé Tư đột nhập vào trong. Tại đây, nữ chính nhìn thấy bức tranh vẽ về cô bé tóc vàng mà mình từng nhìn thấy trong ảo giác tiên tri. Trên tay cô ta còn cầm quyển sách bóng tối giống quyển sách đang được trưng bày ở đây. Bé Tư liền lấy quyển sách ra xem thì phát hiện đó là hàng pha ke. Đúng lúc này, cô bán bánh dẫn theo Egan xông vào trong. Hai đứa làm không lo làm mà chui vào đây pha phách cái gì hả? Dạ em thấy nhà thờ bụi quá nên vào lau cho sạch chứ không nhảy đổ đâu ạ. Thông qua cô bán bánh khó ưa, họ biết được rằng quyển sách bóng tối đã bị kẻ trộm lấy đi từ vài ngày trước. Biết nơi này không còn gì để khám phá nữa, bé Tư tìm đến quán cà phê gặp Taylor để nhờ cậu ấy chỉ ra vị trí nhà thờ gốc của dân hành hương. Xavier tỏ ra khó chịu khi thấy cờ rớt của mình là bé Tư và Taylor thân mật với nhau liền bỏ ra một góc. Anh chàng bán cà phê cho nữ chính biết rằng nhà thờ gốc của dân hành hương nằm sâu trong rừng. Nơi đó bọn nghiện hút thường hay lui tới nên rất nguy hiểm. Tyler ngỏ ý sau khi tan ca sẽ đưa bé Tư đi nhưng cô nàng quyết định đi một mình với ông bàn tay. Vừa đến nơi, cô đã gặp một gã tóc tai bù xù lang thang cơ nhỡ. Hello ông già nghèo khổ giữa trời đông lạnh giá. Nghèo bà nội mày chứ nghèo. Nghĩ rằng đây chỉ là một cô bé yếu đuối mong manh dễ vỡ nên ông ta lớn tiếng đuổi bé Tư đi. Thấy chủ nhân của mình bị đe dọa, ông bàn tay lập tức bật chế độ máu chó lao tới bóp cổ hắn ta. Ông già sợ đái cả ra máu, vội vàng xách chân lên cổ bò chạy muốn tụt cả quần. Thấy xung quanh không có vết tích gì cả nên bé Tư bắt đầu chạm vào hiện trường để tìm kiếm bằng ảo giác.
Quả nhiên khi chạm vào cánh cửa nhà kho, ảo giác đã khiến cô quay về quá khứ 400 năm trước. Khi ấy, Joseph cùng rất nhiều người hành hương khác đang bao vây một thiếu nữ tóc vàng. Đó chính là Woody Adam, cụ tổ của nữ chính. Joseph buộc tội Woody là phù thủy nên muốn hành quyết cô. Thiếu nữ đáp trả rằng chúng tôi đến đây trước các người và chung sống hòa thuận cùng dân địa phương. Chính các người mới là kẻ xâm lược chuyên giết chóc. Nói xong, Woody liền cầm dao làm một đường cơ bản lên mặt Joseph. Hắn tức giận nhốt cô cùng dòng tộc của mình vào trong nhà kho rồi thiêu sống. Hắn còn nói rằng những kẻ vô thần rất đáng chết. Tình hình cấp bách, Woody muốn giải cứu cho mẹ nhưng bà đã bị xích nên không thể thoát được. Thế là cô gái tóc vàng đành phải tự cứu lấy mình bằng đường hầm bí mật. Sau khi trốn thoát thành công, Woody tìm đến hậu duệ của mình và nói rằng hắn sẽ không dừng lại cho đến khi toàn bộ người lai chết hết. Bé Tư tỉnh lại thì nghe có tiếng động lạ. Cô nhìn ra khe cửa và giật mình khi thấy đó chính là con quái vật đã giết chết Rowan. Trong lúc đuổi theo nó, nữ chính phát hiện dưới đất lại hằn lên dấu chân của con người. Đúng lúc này, Xavier xuất hiện khiến cô nghi ngờ cậu ta là quái vật, nhưng cậu nói rằng mình đến đây vì lo cho sự an nguy của bé Tư. Cô nàng muốn chứng minh cho Xavier thấy quái vật thực chất là do người biến thành, nhưng nước mưa đã xóa sạch mọi dấu vết. Kết thúc chuyến ngoại khóa là buổi lễ vinh danh những đóng góp của Joseph. Bé Tư được cô hiệu trưởng xếp vào vị trí nhạc công chính. Tất nhiên làm gì có chuyện nữ chính lại ngồi yên chơi nhạc để vinh danh kẻ thù của dòng tộc mình. Đằng sau nụ cười ngoan hiền ấy là cả một âm mưu trả thù đen tối. Cô lên kế hoạch cùng ông bàn tay phá hủy pho tượng của Joseph. Trong khi ai nấy đều vui vẻ nghe nhạc thì ngòi thuốc cháy lại âm thầm tiến đến bức tượng rồi tạo thành một vụ nổ khiến buổi lễ bị phá banh chành. Tất cả mọi người đều hoảng loạn bò chạy tụt cả quần, còn bé Tư ngồi đó tấu lên một bản nhạc đầy ai oán. Cô hiệu trưởng thấy vậy cũng biết ai là người đã gây ra chuyện này. Bà cô tức điên lên hỏi tại sao bé Tư hết lần này đến lần khác báo hại mình như vậy. Tuy nhiên nữ chính vẫn tỉnh bơ nói em có làm gì đâu, nếu có bằng chứng thì hãy buộc tội em. Bé Tư còn khơi gợi ra mối thù năm xưa khi Joseph dùng vũ lực tàn sát người lai, mà người lai chính là những người có khả năng phi thường như những học viên của Nevermore. Cô hiệu trưởng nói rằng quá khứ đã qua rồi và cô chỉ muốn hai bên sống hòa thuận với nhau mà thôi. Tuy nhiên bé Tư vẫn khẳng định rằng bọn chúng sẽ không bao giờ tha cho chúng ta. Điều này khiến bà cô tức muốn lộn ruột nhưng phải cố kiềm chế không nhanh giả mất. Và cũng từ đó bé Tư còn có một biệt danh mới, đó là Tư Báo. Cùng lúc này cô bạn Ennis có hẹn với Alex cờ rớt người rắn của mình. Vì là lần đầu hẹn hò nên cô ấy rất hồi hộp. Nào ngờ đứng chờ dụng cả chân dài cả cổ mà vẫn không thấy Alex đâu. Tức giận vì bị cho leo cây, cô lập tức hóa điên dương dài bộ vốt ra phá nát chiếc xe ô tô cạnh đó. Nhưng thực chất Alex không hề cho cô leo cây, bởi vì bất cẩn mà cậu ta đã bị chính mái tóc rắn của mình hóa đá. Không ngờ chỉ trong một đêm lại xảy ra nhiều vấn đề đến vậy. Trong lúc bé Tư đang viết tiểu thuyết về vụ án mà mình đang phá thì Xavier rời khỏi căn nhà hoang với những vết cào cấu trên cổ. Còn tại nhà thờ cổ của người hành hương, ông già vô gia cư đã bị con quái vật tấn công giết chết và chiếc máy ảnh mà ông ta ăn cắp đã vô tình chụp được khoảnh khắc này. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Bức ảnh chụp sau khi được sửa đã hiện lên rõ gương mặt của con quái vật. Tư Báo biết tin này liền lẻn vào nhà xác xem có tìm thêm được manh mối nào không. Cô phát hiện người đàn ông vô gia cư bị tấn công một cách dã man, nội tạng biến mất còn bàn chân trái thì giống như đã bị gặm đứt. Đúng lúc này ông bàn tay chạy vào cảnh báo có người đến, thế là cả hai vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Cảnh sát trưởng cùng bác sĩ pháp y bước vào phòng rồi tiến đến chỗ cất giữ bàn chân của nạn nhân. Bác sĩ nói rằng hung thủ đã dùng cưa y tế cắt hai ngón chân của nạn nhân nên mới đều và đẹp như vậy. Để tránh dư luận xôn xao hoảng sợ, cảnh sát trưởng đã yêu cầu giữ kín chuyện này với báo chí. Khi vị cảnh sát mồm lông giống lão xếp tôi rời đi, bác sĩ pháp y bỗng bị thu hút bởi một hộp đựng xác chết bị hở. Ông kéo tủ ra và nhìn thấy cái xác lạnh lẽo của bé Tư. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng khi lấy tay chọc vào xem thử thì cái xác lại cứng đơ giống như đã qua đời nhiều năm rồi. Không những lừa được bác sĩ mà cô còn muốn tận hưởng không khí thư giãn dễ chịu bên trong tủ đựng xác chết này. Trở về phòng, bé Tư đã tổng hợp lại tất cả hình ảnh của các nạn nhân trong những vụ án xảy ra gần đây. Qua đó cô phát hiện họ đều có một điểm chung là bị giải phẫu lấy mất một phần cơ thể, có người bị lấy đi quả thận, bàn tay hay thậm chí là túi mật. Nghe đến đây, Ennis liền choáng váng ngã lăn ra đất vì sợ. Trong buổi học về các loài hoa của bà cô Marilyn kiêm quản lý ký túc xá, bé Tư vô tình phát hiện trên cổ Xavier có một vết thương trông khá giống như bị gây ra bởi vuốt nhọn. Cô lân la hỏi chuyện thì cậu ta nói rằng đó là do bị thương trong lúc đấu kiếm. Tôi có IQ vô cực nên đừng hòng lừa được Tư Báo này nhé. Cô đặt dấu chấm hỏi to đùng và bắt đầu nghi ngờ Xavier thật sự đang giấu giếm điều gì đó. Nghĩ là làm bé Tư âm thầm lẻn vào nhà kho nơi Xavier thường lui đến. Tại đây, nữ chính hoảng hốt khi thấy các tác phẩm mà cậu ta vẽ đều liên quan đến con quái vật trong rừng. Vừa mới ra khỏi cửa thì cậu ta lại tìm đến. Bé Tư nói dối rằng vì thấy Xavier hay đi ngang qua đây nên mới tới tìm cậu ta. Không ngờ Xavier lại ảo tưởng bé Tư thích mình. Vì vậy, cậu ta ngỏ lời muốn mời cô tham gia vào buổi vũ hội sắp tới.
Thấy đây là cơ hội để điều tra nên nữ chính đành phải miễn cưỡng đồng ý. Sau khi biết bé Tư sẽ tham gia vào buổi vũ hội, Ennis liền ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Cô nàng người sói liền dẫn nữ chính đi sắm váy áo mới, nhưng tiệm quần áo này lại rất hoa hòe hoa chuối khiến bé Tư thấy dị ứng nên không vào. Tuy nhiên cô nàng lại đứng hình trước một bộ đầm đầy ma mị của một cửa hàng gần đó. Nữ chính đến gặp cảnh sát trưởng rồi đưa bức tranh mà Xavier vẽ con quái vật ra. Quả nhiên nó giống hoàn toàn với bức hình chụp trong hiện trường vụ án vừa rồi. Bé Tư không nói người vẽ là ai mà chỉ muốn cảnh sát trưởng tin tưởng và phối hợp với mình để phá án. Trong khi đó, con trai của thị trưởng lại tìm đến chỗ Ennis tâm sự. Cô ta muốn mời cô nàng người sói làm bạn nhảy trong buổi vũ hội để chứng minh người dân của thị trấn Jericho và học sinh Nevermore có thể hòa thuận với nhau. Đang bị cờ rớt cho leo cây nên Ennis đã đồng ý. Bên này Tyler rất buồn sau khi biết bé Tư sẽ nhảy cùng Xavier. Cậu trách móc tại sao nữ chính luôn thả thính khiến cậu rơi vào vòng xoáy tình yêu rồi lại hẹn hò với một người khác. Bé Tư nói rằng chuyện này rất khó giải thích nhưng việc cô đang làm chỉ để phá vụ án quái vật mà thôi. Hôm sau, cô đi cùng Egan đến nhà kho để xem lại các bức tranh của Xavier. Qua đó, cậu bạn bốn mắt đã nhận ra một vị trí được vẽ trong tranh rất quen thuộc. Thế là Egan nhanh chóng đưa bé Tư đến một hang động hình xoắn ốc. Vào bên trong, nữ chính phát hiện một chiếc móng vuốt sắc nhọn nên nghi đó là của con quái vật ấy. Sau đó, cô mang chiếc móng quay trở về phòng tranh để thu thập thêm mẫu ADN của Xavier. Bới rác một hồi cuối cùng, bé Tư cũng tìm được một chiếc khăn tay thấm máu. Đúng lúc đó, tác giả của những bức tranh quay về. Thấy vậy, cô lập tức chất vấn tại sao cậu lại vẽ được hình ảnh của con quái vật. Và vết cào trên cổ kia là như thế nào? Cậu ta ấp úng nói rằng mình đã nhìn thấy nó trong những cơn ác mộng, còn vết thương trên cổ là do khả năng biến tác phẩm nghệ thuật thành sự thật. Chính vì vậy, con quái vật trong tranh đã chui ra cào vào cổ mình. Bé Tư tiếp tục mang bức tranh hang quái vật ra để đối chứng. Không ngờ điều này khiến Xavier nổi điên lên vì phát hiện ra bản thân đang bị lợi dụng. Hóa ra cô ấy mời mình đi vũ hội là có lý do. Còn bé Tư thì cho rằng Xavier chính là con quái vật giết người hàng loạt. Trong lúc cãi nhau không giữ được bình tĩnh, cậu ta đã đuổi bé Tư đi để chắc chắn về những suy luận của mình. Nữ chính lập tức mang chiếc móng và tấm khăn dính máu của Xavier đến nộp cho cảnh sát trưởng. Đây là móng vuốt của quái vật và máu của nghi phạm. Yêu cầu đồng chí hãy xét nghiệm hai mẫu vật này ngay luôn và lập tức. Ủa, giờ tôi là cấp dưới của cô đấy à? Nhưng vì cũng muốn vụ án này nhanh chóng kết thúc nên cảnh sát trưởng đành phải làm theo. Trong khi chờ đợi phía cảnh sát thông báo kết quả, ông bàn tay đã bí mật thay mặt bé Tư gửi thiệp mời đến rủ Tyler đi khiêu vũ. Tối đó, nữ chính chuẩn bị đồ để đi vào rừng tìm kiếm thêm manh mối cùng Egan. Nhưng vừa bước ra ngoài thì Tyler xuất hiện trong bộ trang phục như một quý ông thực thụ. Mặc dù biết ông bàn tay đã chơi xỏ mình nhưng cô cũng không muốn Tyler buồn nên đành phải chạy vào trong kiếm quần áo. Không ngờ ông bàn tay đã dùng chiêu hai ngón nhảy cho bé Tư chiếc đầm dạ hội ma mị mà cô rất thích. Đúng lúc này, Egan tìm đến để thực hiện chuyến thám hiểm. Bé Tư liền đá mắt ra hiệu không đi được nên cậu bạn bốn mắt đành phải đi một mình. Đúng là báo quá báo mà. Rất nhanh, cặp đôi hoàn cảnh xuất hiện khiến cả buổi tiệc dường như chết lặng, đối nghịch với màu trắng của mọi người. Nữ chính nổi bật với tông màu đen đầy quyến rũ và quý phái. Nhìn cô cùng Tyler vui vẻ bên nhau càng khiến Xavier cay giái. Không chỉ có mỗi cuộc tình tay ba của bọn họ, mà Ennis cũng mang con trai của thị trưởng ra để thử lòng Alex. Đàn bà đúng là những niềm đau khiến con chim chảy máu, à nhầm, con tim chảy huyết. Mặt khác, Egan tiến đến hang động để tìm kiếm manh mối thì phát hiện có một bóng người cũng vừa tới. Hắn ta ném bom vào trong hang để xóa mọi dấu vết rồi quay người rời đi. Vì sợ bị phát hiện nên Egan lập tức bật tốc hành lên bỏ chạy thục mạng. Cùng lúc này, buổi dạ hội cũng đã đến hồi cao trào. Bé Tư trình diễn điệu nhảy con loang quang uốn éo của mình một cách xuất sắc khiến ai nấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng trong lúc mọi người đang đắm chìm trong điệu nhạc sôi động thì con trai của thị trưởng lại bí mật chạy ra ngoài. Hóa ra tên khốn này không hề có ý định hòa hợp mà mục đích đến đây để trả thù. Hắn cùng với hai tên cuồng tín hay bắt nạt người khác bơm một thứ gì đó vào hệ thống chữa cháy. Sau đó kích hoạt khiến chất lỏng màu đỏ phun ra khắp nơi, mọi người tưởng đó là máu liền bỏ chạy toán loạn. Trong khi ai nấy cũng đều sợ hãi thì bé Tư lại cảm thấy hào hứng nếm thử một miếng, lịt pẹ chúng nó dùng sơn để thay cho máu lợn thật à. Đúng lúc này ảo giác tiên tri bất chợt ùa về, nữ chính nhìn thấy cậu bạn Egan sắp bị quái vật giết chết. Bé Tư nói điều này cho cô Marilyn biết rồi chạy thật nhanh vào khu rừng với hy vọng có thể cứu được người bạn bốn mắt. Nhưng khi đến nơi thì cậu ấy đã bị quái thú giết chết. Tại hiện trường khi đó chỉ có một mình nữ chính, còn cô Marilyn thì vừa mới đến. May mắn cậu bạn bốn mắt vẫn còn sống nhưng phải được chăm sóc đặc biệt không biết bao giờ mới tỉnh lại. Để trấn an tinh thần của mọi người, cô hiệu trưởng đã tổ chức một buổi gặp mặt giữa học sinh và phụ huynh để thông báo rằng Egan đang hồi phục tích cực. Đương nhiên một buổi họp quan trọng như vậy không thể thiếu gia đình bé Tư rồi. Họ đi đâu cũng có thể nhận ra vì cả nhà chỉ có mỗi tông màu đen như tiền đồ chị dậu. Tuy nhiên, nữ chính có vẻ không hào hứng bởi cô chỉ thích sự cô độc, còn Ennis thì ngược lại. Cô nàng người sói rất vui vẻ khi được gặp lại bố mẹ.
Nhưng khi được hỏi con đã hóa thành sói chưa thì cô liền tất nắng, lớn rồi mà hỏi kỳ cục quá à. Trong khi ai nấy cũng có gia đình đến thăm thì Xavier và người cá Bianca lại lủi thủi một mình buồn bã. Người thì cha mẹ mất sớm còn người thì bị bỏ rơi. Có lẽ chính vì vậy mà Bianca mới thường hay tỏ ra hống hách kiêu ngạo để quên đi quá khứ đen tối của mình. Nhưng đúng lúc này mẹ của cô nàng người cá lại xuất hiện. Bọn họ đưa nhau đến quán cà phê để nói chuyện riêng. Mặc dù là mẹ con nhưng cả hai không hề tỏ ra yêu thương mà ngược lại còn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Bà mẹ muốn Bianca trở về và gia nhập vào giáo phái tiếng ca buổi sáng. Biết rằng người cá chuyên dùng tiếng ca để mê hoặc chiếm đoạt tài sản của các thủy thủ đoàn nên Bianca lập tức từ chối. Không ngờ bà ta uy hiếp sẽ khai ra sự thật việc con gái đã dùng năng lực của người cá để được vào học viện Nevermore. Trong khi đó, gia đình nhà Adam đang có buổi nói chuyện với cô hiệu trưởng. Morticia muốn mượn cuốn ảnh kỷ yếu của trường để cùng với chồng ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng hình ảnh của bà lại bị ai đó xé mất. Biết là con bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa làm nên cả hai liền cà khịa nhau. Tôi nhớ hồi đó bạn lúc nào cũng xuất hiện hoành tráng như một cây cự sam hùng vĩ, còn cậu thì giống như gã tiểu phu lúc nào cũng muốn đốn cục tôi. Những câu nói đầy dao găm của bọn họ khiến bé Tư muốn trầm cảm nặng. Bỏ qua mấy chuyện thù vật đó, bà cô hiệu trưởng đã yêu cầu cả nhà nữ chính cùng đến bác sĩ tâm lý trị liệu. Mặc dù không muốn đi nhưng nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho bé Tư nên hai vợ chồng Morticia đành đồng ý. Bọn họ đi đến đâu cũng được sự quan tâm của người khác, đặc biệt là ông cảnh sát trưởng. Bởi vì ông luôn cho rằng bố của bé Tư Gomez là một tên sát nhân nhưng lại được nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vốn là một cặp trời cho nên Morticia và Gomez thường hay phát cơm chó mọi lúc mọi nơi. Bác sĩ tâm lý chứng kiến cảnh này nước miếng phải nuốt ừng ực. Cũng may bé Tư cản bố mẹ lại kịp thời, không thì có người nước tràn bờ đê rồi. Xưa nay nữ chính không thích bị bác sĩ tâm lý tẩy não nên đã nhân cơ hội này lấy ra tên hồ sơ phạm tội giết người của bố để chất vấn. Morticia đang vui bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Chuyện này không giống như con nghĩ đâu. Với lại mọi cáo buộc đã được rút nên bố con hoàn toàn vô tội. Ngoài ra Morticia còn tỏ ra tức giận khi bé Tư mang chuyện gia đình ra nói ở đây. Gomez thì cho rằng nên cho con gái biết toàn bộ sự thật nhưng người vợ lại ngăn cản. Ông có nói thế nào thì con bé cũng không tin nên điều đó là vô ích. Cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ, bé Tư quyết tâm phải điều tra việc này đến cùng. Tuy nhiên mọi rắc rối vẫn chưa kết thúc đối với gia đình nhà Adam. Cảnh sát trưởng nhận được tin báo bác sĩ pháp y đã tự tử ngay nơi làm việc. Điều này khiến ông vô cùng nghi ngờ vì trước đó bác sĩ còn nói muốn đi du lịch cùng vợ. Bố của Tyler muốn xem camera an ninh nhưng nó đã bị che lại bởi bã kẹo cao su màu đen. Đây chính là sản phẩm của bé Tư khi đột nhập vào phòng xác hôm nọ. Không ngờ nguyên nhân của vụ tự tử ấy lại được tìm thấy trong một lá thư tuyệt mệnh. Nạn nhân viết rằng bản thân day dứt vì đã làm giả báo cáo pháp y trong một vụ án cũ. Vì vậy bao lâu nay ông đã sống với lương tâm cứt rắn, ngày nhầm cắn rứt và vụ án được ông bác sĩ che giấu đó có liên quan đến Gomez. Ngay sau đó, cảnh sát trưởng dẫn người đến học viện Nevermore để bố bố của bé Tư về đồn với lý do đã có đủ bằng chứng cáo buộc ông ấy giết người. Thấy củ khoai 21cm của mình bị đưa đi, Morticia đứng thất thần rưng rưng nước mắt. Hôm sau, bé Tư vào nhà giam thăm bố. Cô nói rằng mình từng nhìn thấy mẹ bí mật đặt hoa bên cạnh bia mộ của một người tên Gareth Gates. Đến nước này rồi, Gomez cũng không muốn giấu con gái làm gì nữa. Ông thú nhận Gareth từng là kẻ trồng cây si mẹ cô một cách điên cuồng. 32 năm trước bố và mẹ từng là thanh mai trúc mã của học viện Nevermore. Còn tên Gareth ấy chỉ là một nam sinh bình thường của thị trấn Jericho. Việc yêu thầm nhưng không được đáp lại khiến hắn cay cú suốt ngày đeo bám rình rập mẹ cô. Cảm thấy bị đe dọa, bà đã cố báo cảnh sát nhưng gia đình hắn ta vừa giàu lại có thế lực nên không ai tin những gì mẹ nói. Cho đến một ngày học viện tổ chức một buổi vũ hội. Hai người vẫn đang phát cơm chó như thường lệ thì Gareth xông vào trường và phát điên lên. Hắn rút kiếm đuổi đánh bố đến tận tầng cao nhất. Mặc dù đã cố gắng phản kháng lại nhưng bố vẫn ăn hành sấp mặt lợn. Nào ngờ đúng lúc bị ép vào đường cùng thì bản năng sinh tồn của bố trỗi dậy. Bố nhặt lấy thanh kiếm trên tay nhưng chưa kịp làm gì thì thằng ngu đó đã tự mình lao người vào mũi kiếm, rồi sau đó ngã xuống dưới trước sự kinh hoàng của cô hiệu trưởng. Do là sự cố ngoài ý muốn nên năm xưa ông đã không bị kết tội giết người. Không ngờ giờ đây cái chết của bác sĩ pháp y lại khiến ông khoác áo Juventus. Bé Tư cảm nhận trong câu chuyện của bố vẫn còn có một số tình tiết không chân thực. Bằng chứng là việc ông ấy đã nhếch bộ ria mép giống y chang lão xếp mồn lông nhà tôi. Nắm được thông tin của bố, bé Tư liền tìm cảnh sát trưởng để kêu oan. Chú không thấy rằng mọi chuyện quá trùng hợp hay sao? Bác sĩ pháp y tự vẫn và để lại thư tuyệt mệnh vào đúng tuần má nghi phạm là bố cháu đến học viện chơi. Tuy nhiên cảnh sát trưởng lại chẳng quan tâm vì ông cho rằng công lý đã được thực thi. Sẵn tiện hôm nay đã có kết quả xét nghiệm hai mẫu vật hôm trước. Bố Tyler nói rằng ADN của chiếc móng vuốt và chiếc khăn máu là không trùng khớp. Như vậy Xavier không phải là con quái vật giết người kia hay sao? Tạm thời bỏ qua việc đó, bé Tư vẫn cố minh oan cho bố. Cảm thấy quá phiền não nên cảnh sát trưởng lớn tiếng: "Cháu có biết rằng sau cái chết của Gareth thì cả gia đình nhà cậu ta gặp phải chuyện gì không?
Mẹ của cậu ta vì quá đau buồn đã treo cổ tự tử, người bố thì chìm trong men rượu cho đến chết, em gái cậu ta bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi. Mặc dù được một gia đình nước ngoài nhận nuôi nhưng không lâu sau đó cô bé đã đuối nước chết và người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này chính là bố của cháu. Ở phía bên kia bạn cùng phòng với nữ chính cũng chẳng được vui. Mẹ của Ennis vì mong muốn con gái có thể hóa sói nên đã đăng ký cho cô một khóa chạy hè của người sói. Cô nàng muốn tự bản thân có thể tự tiến hóa chứ không phải gượng ép nên tỏ ra thất vọng với cách hành xử của mẹ. Lúc này bé Tư đến bên bờ hồ để dỗ dành thằng em của mình. Vì bố đã nhận tội danh giết người nên cô không thể làm gì khác. Chỉ có điều là từ xưa đến nay bố và mẹ luôn đi với nhau như hình với bóng. Nên nếu phải xa bố thì chắc mẹ của bọn họ sẽ không thể nào sống nổi. Để giải tỏa tâm trạng, hai chị em đã đi câu cá với mồi câu là trái lựu đạn. Kết quả là cả đàn cá đang tung tăng bỗng bơi ngửa bụng. Vẫn tin tưởng bố không phải là hung thủ giết người nên bé Tư đã đến gặp mẹ. Đến giờ phút này, Morticia mới chịu nói ra sự thật cho con gái biết. Hung thủ giết Gareth Gates thật ra không phải là bố mà chính là mẹ. Vào cái đêm mưa bão ấy, khi nhìn thấy bố gặp nguy hiểm, mẹ đã xông đến cầm thanh kiếm lên với mục đích can ngăn. Chẳng ngờ hắn ta miệng sùi bọt mép không nhận thức được mà lao thẳng vào mũi kiếm. Kết quả là hắn ngã xuống trước sự kinh hoàng của cô hiệu trưởng. Vì muốn bảo vệ mẹ nên bố đã cầm thanh kiếm ấy bước ra ngoài để nhận tội. Do tự vệ chính đáng nên bố mới có thể thoát tội. Tuy nhiên mẹ vẫn luôn cảm thấy cái ngày kinh hoàng ấy sẽ trở lại. Cảm xúc khiến Morticia không nhận ra một điều quan trọng nhưng bé Tư thì khác. Nghe mẹ nói trước khi chết Gareth miệng sùi bọt mép còn hai đồng tử lại giãn nở không tỉnh táo. Bé Tư đã nhận ra điều này thật đáng ngờ. Chính vì vậy đêm hôm đó hai mẹ con đã bí mật đào trộm mộ của hắn ta lên. Không ngờ vừa đào xong thì cảnh sát xuất hiện, kết quả cả nhà được đoàn tụ trong tủ. Thế vậy mà mẹ lại không hề tỏ ra lo lắng còn cùng với chồng đá lưỡi lếu lều lêu hăng say. Bởi vì bà biết rằng con gái của mình đã có bằng chứng giúp cả nhà được tự do. Quả nhiên bé Tư đã lấy được một ngón tay của Gareth. Nó bị ám màu xanh, một loại chất độc do cà độc dược gây ra. Bất chợt lúc này ảo giác tiên tri lại ùa về. Bé Tư nhìn thấy vào đêm xảy ra án mạng bố của Gareth là Ansel đã ép hắn mang theo một lọ cà độc dược để giết chết toàn bộ học sinh trường Nevermore. Xui rủi là hắn lại đi gây sự với Gomez khiến lọ thuốc bị vỡ. Từ đó chất độc đã ngấm vào cơ thể hắn. Và đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn ta ngừng thở. Vậy nên khi được thả ra, hai mẹ con đã mang ngón tay của nạn nhân đến cho ông thị trưởng xem. Và thời điểm đó ông ta giữ chức cảnh sát trưởng và phụ trách điều tra vụ án này. Dòng họ Gates chính là truyền nhân của Joseph nên Gates cay ghét đáng người lai. Chính vì vậy mà Ansel mới ép con trai của gã đầu độc học viện. Mặc dù đã biết toàn bộ sự thật nhưng ông thị trưởng không dám công bố vì sợ điều đó sẽ khiến thù hận giữa hai bên không thể cứu vãn. Morticia chỉ trích rằng năm đó mọi chuyện đã không đi quá xa nếu ông ngăn cản kịp thời Gareth. Và nếu không có gia đình Gates chống lưng thì ông cũng chẳng có chức thị trưởng như bây giờ. Biết mình đang bị nắm thóp nên ông ta đành phải làm sáng tỏ vụ án này và trả lại tự do cho Gomez. Cũng nhờ vậy mà bố của Tyler mới biết sự thật và nói lời xin lỗi khi luôn cho rằng bố của bé Tư là hung thủ. Sau khi cả gia đình hạnh phúc đoàn tụ, Tư báo cũng chia sẻ với mẹ về năng lực ngoại cảm của mình. Morticia cũng không bất ngờ lắm vì bà cũng có năng lực này. Nhưng khác với năng lực bồ câu luôn tỏ ra tích cực của mẹ thì bé Tư lại sở hữu năng lực quạ đen. Bà dặn dò cô nên hết sức cẩn thận, bởi nếu không kiểm soát được có thể dẫn đến điên loạn. Và ngay cả mẹ cũng chẳng thể dạy cô cách kiểm soát nó, mà người sẽ trực tiếp hướng dẫn cô chính là tổ tiên đã qua đời Woody. Tuy nhiên bà cố tổ mặc dù là một phù thủy mạnh mẽ nhưng lại bị sự trả thù lấn át tâm trí. Kết thúc cuộc gặp gỡ gia đình, Morticia đã đưa cho con gái quyển ký yếu rồi rời đi cùng bố và thằng út. Bất chợt một sự nghi ngờ lại lóe lên, bé Tư đã nhận ra cô hiệu trưởng có siêu năng lực biến hình. Và bà cô cũng đã thông đồng với ông thị trưởng chôn các xác chết để che giấu bí mật. Bị vạch mặt nên cô hiệu trưởng không cần phải giấu giếm nữa. Bà cô thừa nhận Rowan thật sự đã chết nhưng đó là điều cậu ta đáng phải nhận được. Cả gia đình Rowan cũng đồng ý để vụ này lắng động xuống vì họ không muốn cả thế giới biết con trai họ bị điên. Đúng lúc đó bên ngoài chợt trở nên ồn ào vì một sự kiện quái lạ. Ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội ngoài bãi cỏ của trường học hiện lên dòng chữ sẽ có mưa lửa. Đêm đó bé Tư bí mật lập đàn cầu hồn cụ tổ Woody để học hỏi cách kiểm soát ảo giác của mình. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi đến khiến tất cả nến trên sàn nhà vụt tắt. Hóa ra là do Ennis mở cửa vào khiến buổi cầu hồn thất bại. Bất chợt ai đó ném một tờ giấy vào trong qua khe cửa. Nếu muốn có câu trả lời hãy đến hầm mộ của Joseph lúc nửa đêm. Vì tò mò nên cả bé Tư lẫn Ennis liền mò đến hầm mộ đó xem thử. Nào ngờ những gì xảy ra bên trong đã khiến bé Tư sửng sốt. Thì ra các bạn cố tình bày trò này để tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Sự xuất hiện của ông bàn tay khiến cô tin rằng chính ông là chủ mưu đằng sau sự kiện này. Ennis tặng cô một chiếc bánh kem đen thùi lùi đúng như những gì cô thích. Thế nhưng nữ chính lại bị thu hút bởi dòng chữ Latin được khắc trên vách đá. Sẽ có mưa lửa khi ta trỗi dậy, bé Tư tò mò sờ vào đó thì ảo giác lập tức hiện ra.
Trong cơn phê, cụ tổ Goody nói rằng chỉ bé Tư mới có thể khống chế khả năng ngoại cảm của chính mình và số phận của người sở hữu năng lực quạ đen là phải sống cô độc. Cuối cùng, Goody cho hậu duệ biết cách duy nhất để ngăn chặn tên ác nhân Joseph đó chính là phải đi đến ngôi nhà này. Tuy nhiên, cô chỉ có thể nhìn thấy cánh cổng và không hề biết vị trí của nó là ở đâu. Sau khi trở về phòng, cô bắt đầu chương trình mà bao đứa trẻ yêu thích, đó là bóc quà sinh nhật. Một hộp xốp ướp lạnh kèm theo lá thư mong sinh nhật tuổi 16 sẽ đắng cay và đau khổ như con muốn từ bố mẹ. Tiếp theo là một chiếc khăn trùng đầu màu đen đến từ cô bạn người sói khiến bé Tư cảm thấy rất cảm lạnh. Cô nói rằng chiếc khăn này mà mang đi học thì tầm thường quá, chúng ta nên để dành cho dịp đặc biệt như đám tang chẳng hạn. Trong khi đó, cô hiệu trưởng và ông thị trưởng đang nói chuyện về kẻ đã đốt dòng chữ sẽ có cơn mưa máu trong học viện hôm trước. Ông ta nói rằng chắc chắn không phải là thằng con Lucas phá phách của mình vì nó đang bị cấm túc. Vậy thì ai mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau việc này? Mà phía bên kia, Lucas cũng đã nhận ra việc phá hoại buổi vũ hội là sai nên chấp nhận lao động công ích. Khi ấy, Bianca xuất hiện và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang đeo chiếc vòng của giáo phái tiếng ca buổi sáng của mẹ mình. Lucas nói rằng bà ấy đã mời cậu vào giáo phái và giúp cậu sống lạc quan yêu đời hơn. Thấy vậy, Bianca liền cảnh báo rằng giáo phái đó ban đầu thì tỏ ra tốt đẹp nhưng về sau sẽ lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Thấy cô nàng người cá có vẻ chân thành nên Lucas đã mời cô đi uống cà phê, trở lại với bé Tư báo đời của chúng ta. Cô vẽ lại bức tranh về cánh cổng rồi mang đến gặp Tyler. Cậu ta bày tỏ sự thất vọng khi cứ có việc nhờ vả thì cô mới xuất hiện, còn không thì mất tích ở cái xó xỉnh nào đó. Nhưng xưa nay anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Mặc dù rất muốn giúp nhưng Tyler cũng không biết cánh cổng đó ở đâu. Lúc này cảnh sát trưởng bước vào, ông cho rằng gia tộc Joseph không còn nữa nên mối thù giữa họ và người Lai đã kết thúc. Tuy nhiên bé Tư vẫn khẳng định năng lực ngoại cảm của mình là đúng và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Để có thể phá được vụ án, nữ chính đã tìm đến Xavier bởi vì cậu ta có mối liên kết kỳ lạ với con quái vật. Quả nhiên cậu ta cũng từng vẽ một bức tranh tương tự về cánh cổng đó. Xavier giải thích rằng bức vẽ này đều do cậu nhìn thấy trong ác mộng rồi vẽ thành. Mà vị trí của nơi đó lại chính là biệt thự cũ mà gia đình nhà Gates từng sinh sống. Đúng lúc này, ông bàn tay lại kéo tấm vải xuống để lộ ra bức tranh vẽ bé Tư đang chơi đàn khiến Xavier vô cùng ngượng ngùng. Không ngờ thanh niên này lại trồng cây xin nữ chính lâu như vậy. Mặc kệ mấy cái chuyện tình cảm nhố nhăng, bé Tư chỉ muốn tập trung vào điều tra phá án mà thôi. Cô nhanh chóng tìm đến biệt thự nhà Gates và vô tình nhìn thấy ông thị trưởng bước ra từ đó. Ông ta gọi điện hẹn gặp cảnh sát trưởng và nói rằng mình đã biết toàn bộ sự thật. Thấy vậy, bé Tư liền chui vào trong cốp xe để theo dõi. Không ngờ khi vừa về đến thị trấn, ông ta lại bị một chiếc xe ô tô đâm trúng rồi bỏ chạy. Cảnh sát trưởng liền chạy ra hỗ trợ. Mặc dù chưa chết nhưng thị trưởng bị thương nặng cần được đưa đi cấp cứu gấp. Phát hiện bé Tư có mặt tại hiện trường, ông liền lôi cô vào quán cà phê để thẩm vấn. Bé Tư khai toàn bộ sự việc và cho rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ căn biệt thự của nhà Gates. Tuy nhiên cảnh sát trưởng lại nói rằng bọn họ đều đã chết rồi, chẳng lẽ hồn ma lại có thể làm hại con người hay sao? Sau khi trở về học viện, bé Tư bị cô hiệu trưởng mắng cho cô một trận. Tại sao em lúc nào cũng là tâm điểm của rắc rối vậy? Bé Tư mặt tỉnh như ruồi già, tại em siêu may mắn thôi. Vậy thì em khá may mắn khi được tôi cấm túc không cho ra khỏi trường nè. Buồn chán nên bé Tư chỉ còn biết quay về phòng viết tiểu thuyết. Lúc này cô Marilyn bước vào an ủi và tặng cho nữ chính một quyển sách trinh thám. Thế nhưng bé Tư lại tỏ ra cáu gắt vì nội dung quyển sách này giống như đang cạc hiệ mình vậy, không cam tâm ngồi yên để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài kia. Cô liền gọi điện nhờ Tyler đến đón ở cổng trường và đương nhiên thanh niên đồng ý ngay luôn và lập tức. Đúng lúc này bố của cậu đi ngang qua và cảnh báo rằng những cô gái như bé Tư báo đời sẽ khiến cho con phải đau khổ. Thế nhưng cậu lại hỏi ông về chuyện của mẹ. Có vẻ như mẹ của Tyler có vấn đề gì đó mà cảnh sát trưởng không muốn tiết lộ. Phía bên kia bé Tư giả vờ nhận lỗi khi đã trách móc bữa tiệc sinh nhật mà Enid cất công chuẩn bị cho mình. Cô nàng người sói tưởng thật liền hớn hở quên luôn cả giận hờn. Kết quả là bị nữ chính lừa rủ ra ngoài chơi. Lúc này Tyler đã có mặt ở cổng trường, nghĩ rằng đây là cuộc hẹn hò nên cậu vô cùng phấn khởi. Thế vậy mà tự nhiên chui đâu ra thêm cả cô nàng người sói nữa. Ủa, tôi tưởng chúng ta đang hẹn hò chứ. Tôi cũng nghĩ chúng ta đi chơi chứ. Xin lỗi mọi người, lịch trình có chút thay đổi nho nhỏ. Nói xong bé Tư dẫn cả hai đến biệt thự bỏ hoang âm u của nhà Gates. Mặc dù biết mình bị lừa nhưng hai người đành phải chiều lòng cô gái đen thui từ đầu đến đít này. Vào bên trong gara, bé Tư phát hiện chiếc xe gây ra vụ tai nạn khiến ông thị trưởng nhập viện đang ở đây. Tiếp theo họ vào trong phòng sách để tìm kiếm manh mối. Thấy một vị trí trên giá sách không bám bụi, bé Tư liền ấn thử. Quả nhiên đó là một cánh cửa bí ẩn. Đằng sau cánh cửa là một bàn thờ ma quái với dòng chữ mưa máu khi ta trỗi dậy. Những ngọn nến ở đây vẫn còn rất ấm. Thế là bé Tư kêu Tyler ở dưới trông chừng, còn cô và Enid lên trên lầu tìm kiếm. Cô bé người sói nhanh chóng phát hiện ra một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, không một miếng bụi. Trên chiếc hộp nhạc còn khắc chữ Lauren, tiểu thư nhà Gates. Nghe đâu cô ấy đã chết đuối ở nước ngoài nhưng lại không tìm được xác. Vậy có thể cô ta đã giả chết và quay về đây sinh sống.
Bất chợt hai người nghe thấy tiếng la hét của Tyler kêu mọi người mau chạy đi. Thì ra con quái vật đã có mặt trong căn biệt thự này và đang truy sát họ. Bé Tư cùng bé sói liền trốn vào trong thang máy vận chuyển đồ ăn. Nhưng chẳng bao lâu sau, con quái vật đã phát hiện ra họ và tấn công khiến thang máy rơi xuống tầng hầm. Dưới này có một chiếc bàn phẫu thuật và vô số bình lưu trữ bộ phận cơ thể của các nạn nhân. Vậy là đã rõ, hung thủ dùng nơi này để ẩn nấp và thực hiện tội ác. Nhưng còn chưa kịp điều tra xem hắn là ai thì con quái vật đã đuổi đến nơi. Hai cô gái đành phải chui theo đường cửa sổ để thoát thân. Chạy được một lúc thì bé Tư phát hiện Tyler đang bị thương với vài vết cào xương xương trên ngực. Đúng lúc này, Xavier lại xuất hiện và hỏi họ vừa xảy ra chuyện gì vậy. Bé Tư vừa băng bó cho Tyler xong thì bị bố của cậu ấy phát hiện. Cô cố thuyết phục cảnh sát trưởng tin về những gì mình vừa trải qua. Nhưng khi đưa ông ấy đến hiện trường thì trước mắt chỉ là một căn nhà trống lốc. Điều đó khiến ông vô cùng tức giận và cấm cô không được phép đến làm phiền Tyler nữa. Việc đưa bản thân và bạn bè vào chỗ nguy hiểm khiến bé Tư còn có nguy cơ bị cô hiệu trưởng đuổi học. Thế nhưng nữ chính đã đưa ra bức hình mà mẹ của Rowan vẽ và nói: "Mẹ của cậu ấy từng tiên tri rằng trong tương lai em sẽ là người phá hủy học viện này, nhưng em lại cảm thấy bản thân mình mới là người cứu giúp Nevermore." Cô hiệu trưởng thấy bé Tư nói cũng khá hợp lý nên không truy cứu nữa. Tuy nhiên nếu còn báo đời thêm một lần nào nữa thì nữ chính sẽ bị đuổi học. Trở về phòng, bé Tư thông báo rằng mình đã thu xếp ổn thỏa với cô hiệu trưởng nên không ai bị phạt. Tuy nhiên Ennis lại không vui mà còn tỏ ra tức giận trách móc bé Tư vì bản thân mình mà lừa dối và đưa người khác vào chỗ nguy hiểm. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, Ennis đã cho bé Tư được toại nguyện: "Tôi đã rất cố gắng để làm bạn với cậu, nhưng những gì cậu làm chỉ khiến tôi bị đẩy ra xa hơn. Giờ cậu hãy ở lại đây một mình đúng như những gì mà cậu muốn." Nói xong, Ennis thu dọn đồ đạc chuyển qua phòng khác ở. Dù luôn muốn sống cô đơn một mình nhưng sao cảm giác này lại khiến bé Tư khó chịu. Cô mang hộp nhạc ra xem và phát hiện ở dưới đáy hộp có rất nhiều hình ảnh của mình. Có vẻ như tên sát nhân đang hướng về phía nữ chính. Cũng trong đêm hôm đó, tại bệnh viện, thị trưởng đã bị ai đó lẻn vào phòng rút ống thở khiến ông ta qua đời. Đúng là ai có liên quan tới bé Tư thì đều không có kết quả tốt đẹp. Và giờ thì ông thị trưởng đã mồ yên mả đẹp. Trong đám tang, bé Tư nhìn thấy một bóng dáng đáng ngờ lấp ló phía trong khu rừng. Nghĩ rằng đó là hung thủ nên cô lập tức đuổi theo. Sau một pha đấu kiếm và bị điện giật cho dựng cả lông nách, cô mới nhận ra đó chính là ông bác của mình. Hóa ra ông bác đầu chọc mới cướp ngân hàng xong nên đang trên đường chạy trốn. Tiện thể ghé qua đây xem cô cháu gái phá làng phá xóm thế nào rồi. Vì Egan đang nằm trong bệnh viện nên bé Tư tạm thời đưa ông bác đến trốn trong căn nhà ở bìa rừng của cậu ấy. Thấy đàn ong mà Egan nuôi, ông bác thèm chảy cả nước miếng nhưng cô cháu cấm không cho đụng vào vì đã hứa sẽ bảo vệ chúng. "Thôi không được ăn thì ta ngồi tâm sự cùng nhau vậy." Sẵn có cao nhân ở đây, bé Tư đã đưa cho ông xem tấm hình vẽ con quái vật và hỏi về thông tin của nó. Không ngờ ông bác chỉ liếc qua một cái đã biết được nó chính là quái vật 2, một loại ngoại lai có khả năng biến hình và giết người như một cái máy. Sở dĩ ông biết chuyện này là vì trước đây trong học viện Nevermore có một người phụ nữ mang khả năng biến hình thành 2 và cô ta từng được một bác sĩ tâm lý thuộc hội kín Nyset nghiên cứu. Nếu muốn biết thêm về con quái vật này thì họ phải tìm được cuốn nhật ký của ông bác sĩ hiện đang giấu trong thư viện của hội kín Nyset. Bé Tư ngay lập tức lên đường thì bất ngờ nhìn thấy Xavier cũng đang ở đó. Cô không ngần ngại nói thẳng ra bấy lâu nay luôn nghi ngờ cậu ta là quái vật, bởi vì cậu ta có thể vẽ được nó và liên tục xuất hiện ở những điểm nóng một cách tình cờ. Với những lập luận sắc bén đó thì Xavier cũng chỉ biết bất lực hỏi lại một câu: "Nếu tôi là quái vật vậy tại sao đến giờ tôi vẫn chưa hại cậu?" Bé Tư tự tin trả lời: "Tại vì cậu thích tôi." Xavier liền lắc đầu chán nản rồi bỏ đi. Lúc này ông bác đầu chọc mới mò ra, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông bàn tay lại tức giận lao vào bóp cổ người bạn chí cốt. Hóa ra cả hai trước đây từng hành nghề hai ngón chung với nhau, nhưng ông bác đầu chọc lại bỏ bạn chim én trước nên báo hại ông bàn tay bị bớ về đồn. Bỏ qua chuyện cũ, ông bàn tay bắt đầu thể hiện khả năng mở két sắt đỉnh cao của mình. Quả nhiên bên trong chứa cuốn nhật ký của ông bác sĩ tâm lý. Theo như những gì sách ghi chép thì hai là một loài ngoại lai có tính thù hận khá cao. Nó có khả năng biến đổi do bị kích thích tâm lý hoặc sử dụng các chất hóa học. Điều này khiến hai trở thành nô lệ cho kẻ đã giúp nó giải phóng năng lượng. Đúng lúc đó, cô Marilyn bước vào trong phòng để hỏi thăm lý do tại sao Ennis chuyển sang phòng khác ở. "Tại vì hai đứa em không hợp nhau ạ." Bà cô bốn mắt khuyên bé Tư nên làm hòa với Ennis vì có được một người bạn tốt rất khó. Sáng hôm sau, nữ chính phát hiện Xavier đang hẹn gọi điện gặp ai đó một cách đầy lo lắng. Cô nhờ ông bác gắn chip định vị rồi cả hai ngồi lên con mô tô được sơn màu chó đông bám theo sau. Hóa ra Xavier bí mật tìm đến nữ bác sĩ tâm lý. Điều này khiến bé Tư khẳng định rằng nữ bác sĩ chính là người giúp Xavier hóa thành quái vật rồi điều khiển cậu ta giết người. Cô lập tức đến thông báo cho hiệu trưởng biết nhưng nữ bác sĩ đang ở đó nên đành tạm thời giữ im lặng và bỏ đi. Chiều hôm đó cô cùng ông bắt đầu chọc đến quán cà phê để nghiên cứu thêm về quyển nhật ký. Taylor thấy vậy cũng mò đến xem thì đúng lúc này cảnh sát trưởng bước vào. Ông bác thấy vậy vội vàng chim én mất dạng vì sợ bị bắt.
Quả nhiên cảnh sát trưởng vào đây để dán thông báo truy nã tội phạm. Khi chỉ còn lại bé Tư và Tyler, anh chàng liền mở lời hẹn hò với người đẹp trong hầm mộ của Joseph. Vì lần trước khiến Tyler bị quái vật tấn công nên cô cảm thấy có lỗi, cho nên cô đã nhận lời cậu ta xem như một sự đền đáp. Trước khi đi, cô dặn ông bàn tay hãy canh chừng quyển nhật ký thật cẩn thận, còn cô thì đến hầm mộ để hẹn hò cùng với Tyler. Tại đây, cậu ta đã tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn nên thơ. Một bông hồng đen và những ánh đèn lung linh khiến mọi thứ trở nên cảm lạnh hơn bao giờ hết. Một người sắt đá như bé Tư cũng phải siêu lòng. Nhưng đúng lúc cả hai định phát cơm chó thì cảnh sát trưởng lại dẫn người xông vào phá đám. Hóa ra ông tìm thấy chiếc xe của nghi phạm gần đó nên mới vào đây kiểm tra. Nhưng ông không ngờ rằng thằng con của mình lại hẹn gái vào trong lăng mộ để tâm sự mỏng như thế này. Kết thúc buổi hẹn hò, bé Tư quay về phòng thì phát hiện mọi thứ bị lục tung, còn quyển nhật ký thì bị lấy mất. Thế nhưng điều kinh khủng nhất đó là ông bàn tay đã bị đâm một nhát chí mạng. Bé Tư hốt hoảng vội chạy đến nhờ ông bác đầu chọc giúp đỡ. Tại đây, ông bác lập tức sử dụng luồng điện kích tim cho nạn nhân nhưng xem ra không có hiệu quả. Chứng kiến cảnh này, bé Tư đau khổ rơi nước mắt. Cô đe dọa ông bàn tay rằng nếu ông chết thì tôi sẽ giết ông. Ủa rồi, có khác gì nhau đâu ta? Không ngờ lời nói đó lại có hiệu quả giúp ông bàn tay sống lại một cách thần kỳ. Nhưng khi được hỏi hung thủ là ai thì ông không biết, bởi vì bị hắn đâm sau lưng. Cô hứa sẽ tra tấn kẻ đã gây ra chuyện này một cách tàn bạo nhất để trả thù cho ông. Sau đó, bé Tư đã đến gặp hiệu trưởng để nói về con quái vật hai. Đương nhiên, bà cô biết về loại quái vật này nhưng luôn phải che giấu sự thật. Trước đây, vị bác sĩ từng nghiên cứu về hai khi sắp đưa ra kết luận lại bất ngờ bị nó giết chết. Chính vì nó quá nguy hiểm và khó đoán nên đã bị cấm tại Nevermore hơn 30 năm nay rồi. Nhưng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trong thời gian gần đây. Sở dĩ hiệu trưởng giấu bí mật về quái vật hai trước cảnh sát là vì nếu nói ra chắc chắn Nevermore sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Trong lúc trở về phòng, bé Tư được cô bạn người cá Bianca tìm đến và nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp. Tại thư viện bí mật, con trai của thị trưởng là Lucas đã đưa cho bé Tư giấy khai tử làm giả của Lauren Gates. Cô ta đã giả chết rồi bí mật mua lại tòa biệt thự của gia đình mình để ở. Sau đó giả danh thành người khác rồi trà trộn vào học viện Nevermore để trả thù những kẻ đã gây ra bất hạnh cho bố mẹ và anh trai. Thế là bé Tư ngay lập tức cầm hộp nhạc đến văn phòng chữa bệnh rồi thẳng thắn vạch trần nữ bác sĩ tâm lý chính là Lauren Gates. Bởi vì chỉ có cô mới có thể ra vào bệnh viện một cách công khai mà không bị ai nghi ngờ. Tại sao một bác sĩ giỏi như cô lại đến nơi hẻo lánh thế này lập nghiệp? Chắc chắn cô ta đã lợi dụng việc điều trị tâm lý để giải phóng và sai khiến Xavier giết người. Những lời buộc tội của bé Tư khiến nữ bác sĩ ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia đình nhà Xavier tưởng cậu ta bị điên nên mới nhờ tôi thăm khám vì sợ lộ ra bên ngoài. Do không có bằng chứng nên bé Tư đành phải quay về. Không ngờ lúc cô vừa rời khỏi phòng khám thì đó cũng là lúc nữ bác sĩ bị con quái vật tấn công. Sau cái chết của nữ bác sĩ tâm lý, bé Tư cho rằng Xavier đã phản bội lại chủ nhân của mình. Cô lập tức đến phòng vẽ của cậu ta và cáo buộc người bạn chính là quái vật hai. Ban đầu, Xavier phủ định mọi thứ nhưng bức tranh vẽ cụ tổ Woody bị cào nát mặt và những tấm hình chụp lén bé Tư đã khiến cậu ta cứng họng không biết đường nào để giải thích. Thậm chí còn có cả kính của Rowan và sợi dây chuyền nhuốm máu của nữ bác sĩ ở trong này nữa. Đúng lúc Xavier định tiến đến chỗ bé Tư thì cảnh sát liền ập vào. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Xavier chính thức được bới lên phường. Trước khi đi, cậu ta liên tục kêu gào bị oan và có kẻ nào đó cố tình hãm hại mình, nhưng bé Tư máu tin. Trở về phòng, nữ chính bất ngờ khi thấy Enid đã quay lại. Cô nàng người sói nói kể từ khi rời đi thì căn phòng này gặp biết bao nhiêu là biến cố. Cho nên cô mới quay lại vì sợ bé Tư và ông bàn tay gặp nguy hiểm. Nữ chính mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn phải tỏ ra thật lạnh lùng kiểu bất cần. Làm hòa với Enid xong, bé Tư tìm đến chỗ Tyler. Sau tất cả, cuối cùng cô đã đem lòng yêu anh chàng và cả hai liền lao vào nhau đá lưỡi lếu lều lều. Nhưng đúng lúc này, ảo giác lại bất chợt ùa về. Đó là hình ảnh nữ bác sĩ bị con quái vật tấn công một cách tàn bạo. Nhưng khi nạn nhân ngừng thở thì con quái vật lại biến thành Tyler. Người mà cô vừa mới đá lưỡi xong, bé Tư tỉnh lại lập tức bỏ chạy khỏi đó. Có chết, cô cũng không ngờ rằng nụ hôn đầu của mình lại dành cho một con quái vật. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô đã hẹn gặp Tyler trong rừng và cáo buộc đối phương chính là quái vật hai tay sai của nữ bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, cậu ta phủ nhận toàn bộ và cho rằng bé Tư có vấn đề về thần kinh khi tin vào ảo giác một cách vô căn cứ. Để Tyler có thể lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bé Tư đã bí mật kêu những người bạn trong hội kín Nyseth tới hỗ trợ. Người cá Bianca dùng khúc hát nhân ngư thôi miên Tyler để mọi người đưa cậu ta đến xưởng vẽ của Xavier tra khảo. Tyler tỉnh lại trong tình trạng bị xích vào một chiếc ghế nên không thể cử động. Bé Tư đưa ra tấm ảnh kỷ yếu mà mẹ cậu ta chụp cùng với các học viên của trường Nevermore. Điều này cho thấy bà ấy cũng là một người ngoại lai. Và Tyler đã được di truyền mã gen có thể biến hình thành quái vật hai từ mẹ. Thế đối phương vẫn ngoan cố không chịu khai nên bé Tư buộc phải dùng đến những biện pháp tra tấn cực mạnh. Tuy nhiên, nhóm bạn không chấp nhận chuyện này nên đã quay về trường báo cho cô hiệu trưởng biết. Dù bị bỏ lại một mình, bé Tư vẫn tiếp tục công việc tra tấn.
Nhưng đúng lúc cô cầm búa lên định thử độ cứng đầu của Tyler thì cảnh sát trưởng cùng đồng nghiệp bất ngờ xông vào khống chế. Kết quả bé Tư bị bớ về đồn với nhiều tội danh khác nhau. Biết con trai mình có gen di truyền biến hình thành quái vật nên cảnh sát trưởng không muốn làm lớn việc này. Cộng thêm việc cô hiệu trưởng gây sức ép nên ông đã thả bé Tư ra. Tuy nhiên ngay sau đó Tyler lại đến gặp nữ chính và hỏi rằng cô thấy cảm giác thua cuộc thế nào. Ban đầu khi biến thành quái vật và giết người tôi thực sự rất sợ. Nhưng dần dần tôi lại cảm thấy hạnh phúc sung sướng vì đây mới chính là bản chất trong con người tôi và cô không biết sắp có chuyện gì xảy ra đâu. Câu nói này không khác gì một lời đe dọa đến sự an toàn của bé Tư vào học viện Nevermore. Nữ chính lập tức báo chuyện này cho cô hiệu trưởng biết. Nhưng bà cô không tin còn ra lệnh đuổi bé Tư khỏi trường. Quá bất mãn cô đành chạy đến nhà giam tìm Xavier nhờ giúp đỡ. Vì cô nghĩ rằng cậu ta có liên kết tâm linh với con quái vật, nhưng cậu ta lại tức giận xua đuổi bé Tư thẳng thừng. Cứ ai dính đến cô là không có kết thúc có hậu. Cô không khác gì một ngôi sao chổi mang đến toàn điều xấu. Tốt nhất là cô nên biến đi thì tự khắc lời tiên tri ấy sẽ bị vô hiệu hóa. Bé Tư báo đời nghĩ rằng điều này cũng có lý nên quay về phòng thu dọn đồ đạc. Ennis rất buồn nhưng cũng không thể níu chân được người bạn cùng phòng. Cô nàng người sói còn cho biết Egan đã tỉnh lại. Thế là bé Tư liền đến bệnh viện để nói lời xin lỗi vì lỡ đưa cậu bạn bốn mắt vào vòng xoáy nguy hiểm. Tuy nhiên Egan không hề để bụng. Cậu ấy còn cho bé Tư biết một thông tin vô cùng quan trọng. Kẻ đã phá hủy hang ổ quái vật là một người phụ nữ đi ủng đỏ. Sự miêu tả này khiến cho bé Tư giật mình hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thế là nữ chính vội chạy đến buộc tội cô giáo dạy môn thực vật Marilyn chính là Lauren Gate. Cô ta đã giả chết và ngụy tạo cho mình một thân phận mới để xin vào làm việc tại Nevermore. Và ở học viện này chỉ có duy nhất cô ta không phải là người ngoại lai mà thôi. Để xác nhận điều đó có đúng hay không, bé Tư đã gọi Taylor tới để làm chứng. Đến lúc này Marilyn cũng không giấu giếm nữa. Cô ta xác nhận mình là tiểu thư nhà Gate và cũng là chủ nhân của Taylor. Vì không có khả năng kích động cậu ta biến thành quái vật bằng phương pháp thôi miên giống bác sĩ tâm lý nên cô ta đã dùng đến độc được chiết xuất từ thiên nhiên. Không ngờ cậu ta càng dùng lại càng phê rồi nghiện luôn từ lúc nào không hay. Lauren đến gần kích động Taylor và ra lệnh cho cậu phải khiến bé Tư câm mồm lại mãi mãi. Tự đắc với chiến thắng, cô ta đã thừa nhận luôn việc mình sát hại những người khác là để phục vụ cho mục đích trả thù mà thôi. Cứ tưởng sự việc đến đây là hạ màn khi Taylor đột nhiên biến thành cô hiệu trưởng. Nhưng ai ngờ Lauren lại nhanh như chớp tiêm chất độc vào cổ hiệu trưởng khiến bà ấy ngã vật ra sàn chết ngay tại chỗ. Bé Tư thì bị một phát vào đầu bất tỉnh nhân sự. Do nấp từ xa quan sát toàn bộ diễn biến nên ông bàn tay lập tức quay về báo cho Ennis biết cô hiệu trưởng đã bị Lauren giết chết. Còn bé Tư thì bị chúng bắt đến hầm mộ của Joseph. Ngay lập tức nhóm Dyset đã họp với nhau để tìm cách giải cứu bé Tư. Cả Egan biết tin cũng đòi mẹ cho rời khỏi giường bệnh đến hỗ trợ mọi người một tay. Lúc này, cảnh sát trưởng đang lái xe đưa Xavier đến trại giam thì nghe tin học viện Nevermore có biến. Biết thằng con trai làm loạn nên ông đã để phạm nhân của mình ở lại trong xe rồi lần theo định vị để tìm nó. Trong khi đó, bé Tư phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của dòng tộc. Ngày trước vì cú tổ của cô đã giết chết Joseph nên bây giờ cháu chất của ông ta mới đến tìm cô trả thù. Hiện tại xác của Joseph bị cú tổ vứt đi khóa vào trong quan tài bằng huyết ấn, cho nên máu của bé Tư chính là chìa khóa để giải phong ấn giúp Joseph có thể hồi sinh. Nói xong Lauren liền rạch một đường cơ bản trong lòng bàn tay bé Tư rồi ấn vào huyệt đạo trên cỗ quan tài. Sau khi đọc 7769 câu thần chú, cộng thêm hôm nay là ngày trăng máu, phép màu bắt đầu hiện lên. Những lọ đựng bộ phận cơ thể người chết được nối bằng một dòng điện triệu vôn giúp thân xác Joseph sống lại. Ngay khi xuất hiện, Joseph đã thể hiện mình là một kẻ vô cùng cục xúc. Ông ta dùng quyền trượng khiến bé Tư đứng hình rồi đâm một nhát chí mạng vào bụng cô. Nghĩ rằng chẳng ai có thể sống sót khi bị xuyên que như vậy nên ông ta cùng cháu gái liền tìm đến học viện để trả thù. Trong lúc hấp hối, quả nhiên cụ tổ lại hiển linh thật. Bé Tư, ta đến thông báo cho con biết cách duy nhất để giết tên Joseph là phải đâm xuyên qua trái tim của hắn. Mắt bà bị đuôi hay sao mà không thấy cháu đang hấp hối à? Biết bé Tư chính là dòng máu duy nhất có thể khiến dòng họ vết diệt vong. Cụ tổ đã quyết định hy sinh linh hồn của mình để chữa lành vết thương cho cháu gái. Đổi lại bà sẽ biết mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Trong khi đó, tại Nevermore, cô nàng người cá dùng tiếng hát nhân ngư để mê hoặc học viên trong trường di tản khẩn cấp. Họ cần rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mặt khác, Ennis cùng ông bàn tay chạy vào rừng tìm bé Tư thì đột nhiên ngã cắm mồm xuống đất. Hóa ra ngày trăng máu đã giúp cô kích thích khả năng biến hình. Giờ thì cô có thể tự tin mình là người sói chính hiệu rồi. Bên này, bé Tư đang trên đường quay về trường thì bị Tyler chặn lại. Cậu ta biến hình thành quái vật hai với ý định giết chết cô. Giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi lông nách, một con sói đã bất ngờ lao đến cứu bé Tư thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn cái chỏm đầu màu hường, nữ chính đoán được ngay đó là cô bạn Ennis. Không có nhiều thời gian tán gẫu, bé Tư nhanh chóng chạy về trường nhưng Nevermore lúc này đã bị ông cháu Joseph biến thành một biển lửa. Đang hí hưởng thưởng thức thành quả thì bé Tư lừ lừ xuất hiện với thanh kiếm trên tay khiến Joseph có phần hơi bất ngờ. Ủa sao mày có thể sống nhan răng được vậy?
Bởi vì tao là nhân vật chính, cả hai đang đấu võ mồm thì đột nhiên Xavier chạy đến dương cung tên bắn về phía Joseph, ai ngờ hắn ta lại điều khiển mũi tên quay ngược lại nơi bắn. May mà bé Tư đã hy sinh thân mình chặn mũi tên nên Xavier mới giữ được tính mạng. Cô ra hiệu cho cậu ta đưa mọi người rời khỏi đây còn mình sẽ chiến đấu với kẻ thù. Lúc này cuộc chiến ở khu rừng cũng rất căng thẳng với màn solo giữa hai bé quái vật ngoại lai. Tyler đang chiếm được thế thượng phong khi dồn được bầy sói vào gốc cây thì đột nhiên ăn ngay một viên kẹo đồng. Mà người thực hiện điều đó không ngờ lại chính là bố của cậu ta. Tyler định bỏ chạy nhưng bé sói mau chó quá liên tục kéo lại đòi đấm nhau. Cuối cùng cả hai đều tơi tả đến nỗi hiện nguyên hình. Tại học viện bé Tư cũng đang chiến đấu rất hăng say. Cô múa một phát bay cái mũ khiến quả đầu Joseph còn ít tóc hơn lông mồm lão xếp nhà tôi. Tuy nhiên do mua phải kiếm Trung Quốc nên nó rất nhanh đã bị gãy nát. Hắn ta lập tức dùng quyền trượng định kết liễu bé Tư thì bất ngờ bị người cá đâm lén từ phía sau. Nhân cơ hội Joseph mất cảnh giác, nữ chính nhanh chóng nhặt mảnh kiếm gãy lên đâm thấu tim hắn. Ngay lập tức toàn thân hắn ta bốc cháy rồi hóa thành tro bụi, để lại một chiếc nhẫn rơi xuống nền đất. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc như không, Laurien cầm súng xông vào uy hiếp bé Tư, nhưng còn chưa kịp làm gì thì một bầy ong từ đâu bay tới tấn công cô ta. Kiểu này có sống thì mặt cũng sưng to hơn trái mít, hóa ra bầy ong này là do Egen điều khiển. Bạn bè gặp nạn làm sao tôi có thể ngồi yên được cơ chứ? Bé Tư nói lời cảm ơn rồi nhẹ nhàng tiến đến đập một phát vào mặt ả ác nhân để trả thù cho ông bàn tay. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. Giờ đây bé Tư đã hiểu giá trị của tình bạn là như thế nào. Nếu không có bọn họ thì có lẽ cô đã cỏ mọc xanh mộ từ lâu rồi. Và cô cũng vui vẻ ôm lấy Ennis trong niềm hạnh phúc. Trải qua một năm học mệt mỏi, các học viên nhanh chóng bước vào kỳ nghỉ hè. Trước khi trở về nhà, bé Tư được Xavier tặng cho một chiếc điện thoại thông minh để giữ liên lạc. Nhưng trên đường đi, chiếc điện thoại ấy đột nhiên hiển thị dòng tin nhắn đe dọa cùng những tấm hình cô bị chụp lén. Rốt cuộc là kẻ nào lại muốn chọc chị Tư báo đời cơ chứ? Bên cạnh đó, trên chuyến xe áp giải Tyler, cậu ta bất ngờ nổi máu điên biến hình thành quái vật. Đây có lẽ là cái kết mở để bộ phim ra mắt phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.